Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tới chào xã giao nhân dịp nhân dịp nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại sứ Ito Naoki cho biết, trên cơ sở mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp, Hà Nội luôn là thành phố thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương của Nhật Bản. Đại sứ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa mối quan hệ, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Các hoạt động đầu tư của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra hết sức sôi động, đồng thời đề nghị chính quyền thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện các dự án tiếp theo giữa hai bên sẽ tiếp tục được triển khai thuận lợi. Tại buổi tiếp, hai bên đã dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có các dự án sử dụng vốn Nhật Bản trên địa bàn thành phố, như hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tuyến đường sắt đô thị số 2, thành phố thông minh Smart City Đông Anh, trường Đại học Việt Nhật. Cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh bày tỏ vui mừng về thành công của chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản diễn ra trên địa bàn thành phố trong năm 2023. Đánh giá cao vai trò của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhật Bản trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khẳng định hợp tác thương mại, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương Nhật Bản đều phát triển tích cực, trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã thông tin tới Đại sứ Ito Naoki về những giải pháp mà chính quyền thủ đô Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai nhằm tháo gỡ các nút thắt, khơi thông tiến độ các dự án này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các nhà đầu tư sẽ nghiêm túc trong triển khai các dự án, đúng tiến độ, tạo ra những hạ tầng hiện đại cho thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chúc nhiệm kỳ của Đại sứ Ito Naoki tới đây sẽ đạt nhiều thành công, tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.